Chào ông bà. Ông Nông xin mến chào quý khán giả toàn thể, cô bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của ông. Hôm nay lại tiếp tục đi xem bò, các bác ạ, đi xem bò. Rồi có chú ở bên này, chú mọi lần ông đi mua gà ấy, có nói là bán bò đấy thì hôm nay ông sẽ đi xem tiếp bò cho cái các bác ạ. Nhân tiện ở đây thì đi xem luôn cho dế các bác ạ. Dế thì cũng có bà ở Mỹ nhắn tin, bà Lành, cô Lành ở Mỹ là có nhắn tin cho nông là cho dế một con bò bình thường các bác ạ. Thì sẽ đi xem xem nào người ta bán như nào các bác ạ. Thì sau đây nông xin mời quý khán giả toàn thể, quý cô bác tiếp tục theo dõi video hành trình của anh em An Ông. Rồi. Đi. Đi. Đi đường đất thôi, đi lên đồi thôi, không cần mũ bảo hiểm đâu. Có đi không? Cái hôm nay thì buổi chiều nay đi chăn dê nên là cũng không có thời gian đi cùng, thì hôm nay anh ông ấy dế tự đi các bác ạ. Ôi giời ơi, thanh niên, rắn này á, rắn giáo. Đâu bố đâu? Có lấy không? Bố đâu? Đi. Vừa về luôn. Chào các đại ca nhé.
Ôi giời ơi. Ăn ông hùng cao. Mua mấy cái bàn ghế này còn phải thắp hương à? Bò về chưa? Bò về vừa đưa về. Đến để lắp. Ở nhà ông nước ăn ông ơi. Vâng. Thả nó đi. Ơi, ăn mà. Anh có ăn không? Hôm nay mới được tiền ăn ông mới có mặt mới được thay vào thờ mới đấy. Oh. Đấy anh em bóng nước. Tối đấy nhỉ? Không, bóng điện kia hỏng rồi. Bây giờ từ từ đã để lại hỏng bóng điện à? Bóng điện nó bị dây trước nó đấu dây bé quá. À. Phải cắm này. Hôm nay vừa mua cái bàn ghế mới đấy nhỉ? Vâng, hôm nay vừa khai trương. Thôi thì ở nhà to không thích ở, thích lên ở lều. Ghế này nó thế mà. Ghế này nó chỉ được vậy thôi. Ghế gỗ xoan nó chỉ được vậy thôi. Ghế loại 3 triệu nó chỉ thế thôi. Nó đóng không chắc nữa. Ta mà lên xem bò của chú ấy. Ừ, ông nữa đã. Tôi đây chơi nhỉ. Ôi giời, cháu đang mệt muốn về nhà. Hả? Đang mệt. Rồi. Đi làm con gà uống rượu. Cháu mệt lắm. Gà thì gà ngon. Đây, bỏ uống nước. Vâng. Lều này là lều báo cáo ấy, các anh là lều tiên lộc. Ông làm nuôi gà, nuôi bò, nuôi mọi thứ ở đây thì phải ở đây rồi. Không nuôi đấy, nuôi các loại nơi. Còn trứng không chú? Trứng ấp hết rồi. Ấp hết rồi. Bây giờ chỉ có... Ôi hỏng hết, trứng nóng quá. Mùa này nóng không ấp được đâu, nó bị ung hết. À đấy, hôm qua thối hoa luộc trứng ung còn khoảng 20 quả. Ui. Ở trong nồi chưa được bóc. Ui. Nước cháu. Ui. Nó bị ung hết rồi, mùa này nóng quá. Để nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ấy thôi, nhím. Ui. Nhím đẻ được mấy con à? Đẻ được 5 con rồi. À. Mấy nữa lại có thịt nhím nhỉ? À, cuối năm là có thịt nhím ăn à. Hay là làm một cái vườn để thả nó rộng rộng nhỉ? Không. À, là sao? Thả nó đào lỗ đấy nhỉ? Đào không? Nó đào đi ngay. Cắt móng đi. Đây. Cắt móng là thả nó không chắc không biết bơi đấy nhỉ? Không, cắt là không. Rồi. Nào cháu đi xem bò một tí xem nào. Ừ, đi ra xem. Có ổn không? Đấy. Bò bây giờ... Bò bé không có, thích mua 2 mẹ con thì mua. 2 mẹ con á? 2 mẹ con mẹ vừa đẻ mà. Con gà rừng. Con gà rừng này chắc không sống. Gà rừng á? Ừ, đang ương con gà rừng nhưng mà thằng Tuấn hôm qua nó đi xóm về đấy trời. Ô, chắc là sắp tuổi rồi. Chưa tuổi rồi. Đây bò đây này. Đấy, thích mua 2 mẹ con kia ăn nóng ăn ngay thì thế 2 mẹ con này. Con này vừa để hôm qua. Vâng. Mùi nhím lắm. Nhím thì mùi rồi. Cay thật nhím. Cái nước bơm lên đừng lấy cái nước ấy nhá, nước rửa giấy là lấy cái này nhá, nước ở trong thùng kia để. Để đây con đực à? Đực. Thì có con đen kia sắp đẻ rồi. Có một con đen sắp đẻ với một con đang tìm giống. Vâng, con này đẻ. Con này vừa đẻ hôm kia, chiều hôm kia. Hôm kia thì nó đẻ hôm qua thì bắt đầu rồi. Nhưng mà... Lấy cặp này. Nó hôm nay lấy con lợn á? Lợn á. Cái này nó mở đâu ấy?
nhìn lên gì? Đây, thải ra bắt đầu quay. Lần ta hay lần tây? Lần ta mà. Mua bao nhiêu đàn này? Đàn này hơn 6 triệu. Ngoài này bây giờ thì quay rồi. Không luộc. Không, mấy đứa mình đưa mình thả ra. Luộc. Không có nước bẩn quá. Luộc để chấm ấy. Bể to. Xung quanh ở trên này là ong. Dưới này ong. Nhiều tổ không? Ong được là hơn 40 tổ. Ôi dồi. Có mật chưa? Mật lò vừa quay đấy. Bây giờ chắc khói rồi. Không, mùa này không có hoa gì. Mùa này chưa có hoa. Mùa này chưa có hoa. Mật ít. Con bò này hơi ấy nhỉ? Đang ở câu à? Đây cháu này, đây đang ở câu đây này. Đây, mật đầy mật. Chưa. Mật luôn. Chưa. Đấy ơi giời, đây mới là mật này. Nhưng mà chưa được nhiều. Không, nó chưa đầy. Không, nhưng mà nó nhiều bầu khỏi một cái này đâu, đây này. Đây đầy luôn, đây. Đây này, câu này đầy này. Đây trắng tinh. Mật này đây. Thế này. Cái nào cũng có rồi. Cái này có con. Con này con bên dưới. Đấy. Mỗi sở lại chim là cái gì? Ông này là ông vàng nên là nó mới không ác, là ông đen kia và ông đi sờ như này á. Không sờ được đâu. Ông bé. Nuôi 6 con nó giờ còn có 3 con. 3 con cái chết hết rồi, 3 con đực thì giống nó. Nuôi để nó trong nhà. Ờ. Gà ấp. Gà ấp vịt không phải ngan đâu. Gà ấp. À đây ngan. Gà ấp ngan. Ông là 8-9 con rồi. Tua đi hết à? Cháu thấy mua là mua thì mua con nào? Cháu thấy nó sừng nó hơi cũ rồi. Gì? Sừng ấy. Ôi giời. Bọn này toàn là một lứa hết, một lứa hết. Bọn này bọn non mà. Nó để một lứa là sừng nó bằng này rồi. Đây con này đang tìm giống này. Đấy con này bây giờ lấy thì bán 16 triệu không? Ô, cháu lấy đâu ra tiền nhiều thế? Hả? Đây con mẹ nó. Không có tiền đâu. Không cháu... con nó mới đẻ mà lứa. Cháu tưởng là có cái loại bé. Bé không có con nào đâu. Bé. Loại to này không có tiền đâu chú ơi. Anh chưa nuôi cho con này nó mới nhanh đâu, mà nuôi con này mà nó có giống. Thế mua hai mẹ con đi. Không có tiền nhá, mua hai con bé để cho chú nó mấy thôi. Tưởng là còn cái loại bé. Nó trước nhiều mà bán hết nhỉ? Nó có mấy con bé tưởng là vẫn còn. Có mỗi một con trâu à? Sao nó lại cắt cái này ra? Nó không nuôi được trâu đâu. Hôm nay mệt quá. Hôm nay thật sự rất là mệt luôn, hôm nay sắp ốm rồi. Không biết kiểu gì luôn, từ hôm qua. Theo phong tục ở đâu là tí của cô một tí hay mặt ở xin miếng. Cái loại bò ấy. Bò gì chú? Bò hơn 10 triệu. Thì bây giờ đang muốn tìm hai con là 14 triệu. Hả? Tìm hai con 14 triệu. Hai con 14 triệu ạ? Vâng. Bây giờ không có tiền. Không. Tiền... Lấy đúng hai con à?
Vâng. Ờ, không, ba nhưng con. Mà, nhưng mà lấy được hai cái. Hai con cái. Tớ bỏ cái gì? Để mai chú đi tìm cho. 6-7 triệu à? 6-7 triệu thì có tiền 6-7 triệu. Hai con thì 14 con. Hả? Ba con là 21 triệu. Mua ba con à? Ba con loại 7 triệu. Đấy đi, đi đứng ở kia đi lấy đi. Hái đi, hái nhiều nhiều để tí nó làm một tí để đây lấy từ bóng. Sao lò ga? Để cho bà ở dưới kia nọ bà có gà hôm nay kéo còn chết không à? Thế đó, giống cả gà. Thế này gọi đi gọi chị đẹp thế nào? Nào bà dặn bà đi chợ mua cho bà gửi cho bà nhưng mà lại hái đi hái cho vào túi nhé. Ôi giời mấy cái lồng này thì còn nuôi cái gì nữa mà để đây. Mua cho ta nhỉ. Ơi cho dế về hộ lấy con gà hôm nay đổi thịt lợn này. Giờ cho bà. Qua dưới này, qua dưới này. Trèo lên, trèo lên. Đấy, trèo lên. Đấy, lấy cái ở dưới nữa, lấy hẳn một túi đầy luôn. Nó có bà ở dưới Hà Nội. Có nhiều lấy, ui ôi, nhiều đấy nhở, trên chưa? Ui ôi, nhiều đấy nhở. Ná ơi. Lấy đi ngâm mật ong. Thế mà chú Cương bảo là mùa này không có mật. Ôi, tối mai mình quay cứ đầy mật. Chú quay chú quay chú phải để ý cái con. Cái chỗ nào có con là phải cắt. Rồi thịt lợn này trong cái hộp giấy đi. Để ra cái này còn nuôi là đi đâu rồi. Rồi mẹ cũng nhớ ra. Nhá, cái hộp giấy ở trong góc. Ô lắm nào, lấy được trên kia nhỉ? À, nó đủ thiếu gì ở dưới này, đây là thằng này lấy hai cái cành này đủ mà. Đừng lấy, đừng vặt quả cho chú nhá. Quả để lại nhá. Không, cái quả đấy để mình. Không, quả để mấy nữa tao ngâm rượu hả? À, quả đấy thành thuốc à chú? À, mấy nữa ngâm rượu đấy. Chị ơi, chị ơi. Ô. Có liềm nhỉ? Có liềm nhỉ? Có mất hết rồi. Có dao cong cong được mà. Dao quắm ấy. Ná, ná đi lấy dao quắm này cho chú này. Xá hay là ná? Xá. Đi đi đi. Không bay cỏ mà. Không lấy dao chặt cỏ ở dưới cho cỏ ấy. Dao chặt cỏ ấy. Ừ. Đây rủ bạn đi cùng. Lấy đằng đầu á. Lấy nhiều nhiều một tí để về ngâm thuốc. Đúng rồi, cái này là chữa ung thư ấy. Ngăn ngừa ung thư. Hôm nay đi chợ muộn nên là cũng không thấy. Hôm nay có thấy ông môi mua được một túi. Ừ, cái này hái nó là mọc đó mà. Thuốc lên gì nữa. Quả này chỉ có thế thôi. 6 con, 3 cái chết hết. Còn được. Ô, băm cho ngan vịt ăn à? Băm cho lợn đi nhưng mà nó ăn hết mẹ này. Mua về 10 con chuột ăn mất 5 con rồi. Giá tật. Mẹ ai bị ho nhỉ? Ngâm với mật ong là không cần hái dài như này đâu dế ơi. Dế là con ở bên kia bố này.
mốc xem con cua cho anh một cái nữa. Hả? Đấy, nhiều như thế cơ mà. Không phải lấy dài đâu. Không lấy cuống đâu. Đấy, nhặt vào đây. Không ngồi, đứng dậy. Tí nó bay vào mắt. Đi ra đây, đứng ở đây. Sá ăn bánh này sá. Này, đi. Không được vứt ra kia. Để đây, tí mang đi để gọn. Tí ông bà chửi không biết đâu. Bay vào chân bò với sá nhé. Chú đánh chơi, chú đừng đánh chơi. Đừng đánh đâu, cô hỏi cho rồi cái gì nữa. Cô xin, cô xin phép cho rồi cái gì nữa. Tối bạn cùng với xá nha. Chứ cả mình xá nay nó có giường mới được kìa. Mọc cái ngầu, mọc cái ngầu. Làm mấy à? Ngày kia đi phải rửa lại, rửa. Vừa qua vừa qua thì nó mới xong là mới ngâm. Ý, đẹp này mà ngâm tươi này luôn á. Vâng, làm khô cũng được mà tươi cũng được mà. Tươi thì cũng chả rõ được nó tác dụng tươi hay khô thì đều là giống nhau. Đúng rồi, ho ung thư, ho đờm với lại ung thư. Bọn trẻ con ho hấp nhặt lên, nhặt lên, nhặt lên để tí về mình còn rửa mà. Xong là lấy cái cây để, cái dao kia đâu rồi? Đây này, xong là cắt ở trên kia nữa. Đấy. Đừng cắt lá nhé, đừng cắt lá nhé. Tí mình nhặt ra, đằng nào mình về mình cũng rửa mà. Bảo ông từ từ mở nhạc với. Tí bắt bản quyền đấy. Từ từ mở nhạc. Đẹp đấy nhỉ? À. Đấy. Đấy. Bỏ con dao ra cho mình trẻ trẻ. Rồi. Đi tìm bò đấy thì không bắt được bò, được bắt được 4 túi hoa đó đủ các bác ạ. Đấy, hoa đó đủ là anh ông đi đi phơi khô xong là nếu mà cô bác nào có nhu cầu thì anh ông sẽ gửi cho. Còn một phần thì anh ông sẽ ngâm mật ong, ngâm tươi các bác ạ. Đấy, nếu bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho anh ông sẽ gửi cho. Thì cái thước phim của anh ông xin được khép lại ở đây. Nếu quý khán giả quý anh ông thì cho anh ông xin một lượt like, đăng ký kênh để ủng hộ anh ông. Anh ông xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các thước phim sau.